Chào các bác nhá. Chào mừng các bác lại quay lại với YouTube của shop bán hàng online chuyên nghiệp nhá. Như các bác thấy chiếc màn hình đó là chiếc lều ngụy trang. Các bác theo dõi kênh em thì cũng khá là lâu rồi, không có video giới thiệu về lều cho các bác. Bên shop em thì vẫn có bán đủ các mặt hàng phụ kiện săn bẫy, trong đó là có chiếc lều ngụy trang này. Thì hôm nay là em lại làm video giới thiệu lại cho các bác để các bác cập nhật được nhá. Cái thời điểm video này em xuất bản đó là thời điểm cuối tháng 10 năm 2020. Thì em bán hàng là sẽ bán hàng trên video thực tế, thì cái lô hàng nó có như nào để giới thiệu các bác như vậy. Thì đối với lô hàng này, như các bác quan sát này, cái này là cái lều ngụy trang màu lá cây khô. Hàng này nó gọi là hàng công nghiệp, hàng nhập khẩu các bác nhé. Đấy, không phải là hàng may thủ công, không phải là hàng may tay. Đấy, vải thì nó là vải dù này nó sẽ chống mưa cho các bác, chống mưa chống nước cho các bác nhé, chống mưa chống nước cho các bác. Đấy, thế còn hàng may thủ công thì nó là cái vải ngấm nước, vải không chống mưa, không chống nước. Thì đối với cái hàng này thì thực tế là như này, em giới thiệu cho các bác này. Đợt này là cái bao bì của nó là bao bì xách tay như này này. Còn một số lô hàng trước thì nó lại bao bì theo kiểu đeo sau lưng. Thế các bác về muốn chế dây đeo sau lưng thì các bác chế vậy, nó cũng đơn giản thôi, các bác may cái dây đeo phía sau giống như là cái ba lô ấy. Còn thường thường là anh em mình hay khoác cái này vào vai hoặc là cho vào trong cái ba lô to hơn nữa. Đấy, nhưng mà lần này lô hàng này nó là cái hình thức là túi là xách tay nhé. Thì em giới thiệu cho các bác luôn, túi là xách tay này, em sẽ mở một cái cho các bác xem này, và cũng tiện thể hướng dẫn cho các bác cái cách mở, cách gấp luôn. Thì các bác vừa theo dõi em giới thiệu về lều và các bác lại vừa biết được cái cách gấp và cách mở của cái lều này nhé. Đây, thì đây phụ kiện nó đi theo trong này xem nó còn mấy thứ gì nữa này. Đây, phụ kiện thì nó sẽ có cho các bác là bốn cái que cắm, nhưng bốn que cắm này thì thực sự là nó không cần thiết, hầu như là không dùng tới nhá. Thế các bác nào nhận hàng mà không có cái này thì cũng thôi, tại vì cái này em không để ý nhiều đâu, lô có lô không thôi, nếu nó có em gửi cho các bác luôn. Bốn cái cắm góc nhưng mà cũng ít dùng lắm. Đây, cái vỏ của nó đây, cái đây là chiếc lèo này, chiếc lèo đây. Thì khi các bác mở ra, các bác lưu ý giúp em ý là lèo này gọi là lèo bung, nó bung nhờ cái sức khung của nó là bằng thép, không bằng thép. Thì các bác mở từ từ thôi, nó vừa không bị hại chỉ đường chỉ và nó lại không có gây ra tiếng kêu lớn, thì nó tránh động đến con bổi của mình, thì các bác đi săn nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, các bác mở từ ra như này, đấy, sẽ tạo thành một cái lèo. Lèo này là lèo dạng bung đấy, các bác mở ra là nó thành bung cái lèo này, và các bác kéo góc ra, và các bác mở cửa sổ ra cho nó hút hơi vào, mở cửa sổ ra, nó hút hơi vào ấy thì nó sẽ thổi phẳng lèo lên cho nó phồng, nó tròn, nó sẽ tròn cái lèo lên. Thì lèo này là lèo kín hết xung quanh, có cả đáy luôn, thì các bác đi là sẽ chống muỗi rất là tốt, chống muỗi, chống côn trùng, chống rắn rết. Đấy, có đáy này. Và cấu hình của cái lều này ấy, thì sẽ có ba cửa sổ này. Đấy, thì em giới thiệu và cái cửa chính trước đi, còn cái lều này thông số của nó sẽ là cao 1 mét đấy, cao 1 mét và rộng 1 mét, đấy nhá các bác nhé, cao 1 mét và rộng 1 mét. Số đo của cái lều này nha các bác nhé, chiều rộng của nó là 1 mét vuông, có nghĩa là 4 góc là 4 mét đấy. Đấy, còn chiều cao nó cũng là 1 mét, nhưng mà cái này thì và chiều cao nó nói là 1 mét thôi, nhưng thực ra nó sẽ nhích hơn một chút, nó 1 mét lên mấy phần đấy nhá. Thế còn kết cấu của cái lều này thì cực kỳ tuyệt vời, có 3 cửa sổ 3 hướng, và cái cửa sổ này thiết kế rất là tinh tế, hai bên có 2 đường khóa. Khi các bác cần che kín thì các bác kéo khóa xuống, còn các bác mà không che kín thì các bác kéo lên, hoặc là các bác che kín một nửa này. Đấy, các bác sẽ kiếm một nửa như này, thì các bác kéo một nửa khóa này, sau các bác luồn này xuống dưới, thì sẽ hở cái nấm lưới này ra để nó có độ ngụy trang tốt, và các bác quan sát được và con bổi ở ngoài nó không phát hiện ra nhé. Đấy, thế còn phía mặt sau này nó là màu trắng, các bác gập nó lại như này, nó cực kỳ là tiện luôn, hở ra các bác là các bác ô quan sát này. Tức là các bác nào mà có cành củi thì các bác cắm một nỗ, các bác xiên cái cành của bác ra đây là các bác bèn được ngay luôn. Ba mặt đều có cửa sổ, thì các bác giúp các bác quan sát được cả 3 hướng luôn. Đấy. Thế còn cái hướng cửa chính này hướng bên này. Hướng cửa chính thì cũng làm rất là tinh tế này các bác này. 2 khóa, mỗi khóa kéo về một hướng để giảm cái độ tải cho các bác, để cho nó được bền. Thì mình mỗi khóa mình chỉ kéo một nửa xuống như này thôi. Thì nó sẽ bền hơn. Thế còn một khóa thì kéo từ đầu này sang đầu kia thì nó sẽ bất tiện hơn. 2 khóa này rất là cực kỳ luôn. Thế còn các bác cái lều này rất là nhiều ứng dụng nhé, dùng cho các bác đi bẫy gà, đi gác cu, đi săn bẫy, hay có thể là đi câu được luôn.
Đấy, cái đằng trước này nha, đằng trước như này. Thế cái này các bác có thể các bác quấn lên, quấn lên, nó có cái đai để cho các bác cài luôn này. Cái đai cài như này, ở phía trong này có cái khuy, các bác kéo khuy ra. Đấy, kéo khuy ra này thì các bác sẽ cài nó lại đấy nhá. Thì đây là qua một clip ngắn thì các bác đã xem thấy được cái hình thức của cái nào như nào nhá. Có cả đáy đấy, cái này thì nó là dạng nào ngồi, nó là 1 mét vuông. Một người ngồi thì thoải mái, hai người ngồi thì vừa khít. Vừa khít ở đây dành cho các bác mà dẫn gấu đi thôi, chứ hai ông đừng giữ ở trong này rất là chặt đấy nhá. Đấy, các bác nào có gấu vào đây thì lại là vừa khít luôn, cũng tuyệt vời đấy, cũng được nhá. Thì đây là chia sẻ luôn các bác cái cách gấp này, các bác gấp chéo góc các bạn. Đấy, gấp chéo góc các bạn này nhá, rất đơn giản thôi. Sau đó các bác vít nó xuống này, vít nó xuống như này. Đấy, vít nó xuống này, các bác tay cầm vào đây, các bác quấn theo chiều tròn của nó này, đưa vào, rất là đơn giản nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi, mong nhận sự ủng hộ các bác dành cho shop nhiều hơn. Các bác bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh cho shop nhá. Thế còn các bác nào mà chưa biết được cách gấp thì các bác tìm ra cái video mà em hướng dẫn chi tiết cách gấp ấy thì các bác sẽ kỹ càng hơn, các bác sẽ làm được hơn. Em báo giá luôn cho cái nào này nhá. Cái nào này là 400.000 một cái, 400.000 một cái đã bao gồm cả phí ship rồi đấy. Các bác mua hàng thì luôn luôn là được nhận hàng, kiểm tra hàng ngon lành cành đào như này, không lỗi không rách gì thì các bác phải thanh toán tiền nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Mọi thông tin thì vui lòng liên hệ với bên shop theo số điện thoại mà em ghi dưới màn hình nhá. Xin chào.